Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một căn nhà rất là đẹp với diện tích ngang 5, sâu 9m, thiết kế một trệt, một lửng hai tầng lầu. Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Nghi, ngay kề bên chợ Gò Vấp và sát bên ngã năm Chuồng Chó nha quý vị. Một vị trí rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp và thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại năm 2022. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà, một căn nhà phố hiện đại xây mới, hướng chính nam, nằm trong một khu đồng bộ rất là đẹp của trục đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu này thì trước đây có chào bán một số căn này quý vị, và bây giờ chỉ còn một căn duy nhất thôi, với giá bán là 7 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng. Đường trước nhà 5m, xe hơi vào tận nhà và đậu trong nhà. Cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Nghi khoảng tầm 50m thôi nha quý vị, rất là gần với trường Đại học Công nghiệp 4 cũng như là trục đường Nguyễn Thái Sơn và chợ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì quý vị di chuyển qua sân bay khoảng tầm 5 phút thôi và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy nha. Một căn nhà phố rất là đẹp, thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, được gia chủ xây ở và nay cần bán lại cho quý vị thiện chí mua, với giá bán là 7 tỷ 400 triệu đồng, hướng chính nam. Và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong căn nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Nghi, ngay phòng công chứng số 5 và chợ Gò Vấp, rất là gần với trường Đại học Công nghiệp 4 nha quý vị. Căn nhà này thì quý vị thấy có hai lớp cửa cổng, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm này. Bên trong thì quý vị, dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình chỗ đậu xe hơi, xe máy và phòng bếp. Tầng lửng thì quý vị sẽ có không gian phòng khách. Nhà này thiết kế một trệt, một lửng hai lầu và sân thượng trước sau. Quý vị sẽ có khu vực đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ và 5 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng chính nam, rất là phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là đông tứ trạch. Thì quý vị nào đang tìm mua nhà trên trục đường Nguyễn Văn Nghi, ngay khu dân cư City Land, sát bên chợ Gò Vấp và trường Đại học Công nghiệp 4, thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan căn nhà phố ngang 5 sâu 9m này nha quý vị. Ở đây thì quý vị thấy cầu thang ép sát vào bên tường, có làm cầu thang treo kết hợp với bên ngoài ốp gỗ. Phía dưới sàn thì ốp gạch 60 màu trắng, hai bên tường cũng được sơn màu trắng. Phía bên trong đây thì quý vị sẽ có không gian bếp với tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có bếp âm, khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Kế bên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh như tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi này. Phòng vệ sinh được ốp gạch phun trần nhá. Và ở đây thì quý vị thấy này, nhà ngang 5 sâu 9 nên là quý vị thấy gia chủ xây full đất luôn, thiết kế theo mẫu hiện đại. Phía bên trong đây thì quý vị sẽ có khu vực để tivi ở dưới cầu thang. Và bên ngoài này quý vị đậu xe máy này và đậu cả xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà nhá. Thiết kế có lửng nên không gian rất là thoáng và sáng. Chúng ta nhìn này, lửng này. Và di chuyển lên trên đây thì quý vị sẽ có cầu thang thép ly tâm, bên ngoài có ốp gỗ. Và đây là cầu thang treo đi lên không gian phòng tiếp khách trên tầng lửng. Lên tầng lửng thì quý vị sẽ có một không gian phòng tiếp khách với một không gian rất là đẹp, được gia chủ làm cực kỳ chill. Quý vị sẽ có không gian phòng khách trên đây, một cái phòng khách mini với sàn ốp gạch 60, có vệ sinh ngay không gian phòng khách luôn nha mọi người. Nhà thiết kế đẹp, độc và lạ, và giá bán thì chỉ có 7 tỷ 4 thôi, còn thương lượng. Và giá chốt là 7 tỷ 3 nha. Thế chị chủ nhà nói vậy nha quý vị. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công 2023, giấy tờ pháp lý rõ ràng, nằm trong khu đồng bộ 20 căn, một khu đồng bộ hẻm cụt an ninh, sát bên ngã năm Chuồng Chó và kề bên là chợ Gò Vấp cũng như là trường Đại học Công nghiệp 4. Di chuyển qua Bình Thạnh 5 phút, qua sân bay Tân Nhất 5 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút. Vị trí này rất là gần và điều đặc biệt là nó không bị nghe tiếng máy bay nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng em theo cầu thang lên tham quan không gian các phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì có 3 phòng. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Nhà thì làm hoàn chỉnh, chưa có nội thất. Chúng ta đến với không gian phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ số 1 rất là rộng và dài. Chỗ này thì quý vị có thể thiết kế giữa phòng thay đồ và phòng ngủ luôn. Có khu vực gắn máy lạnh này, có cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công quý vị có ban công 1m2, được trồng cây xanh, lan can cao lên 1m4. Và phòng ngủ thì sơn màu trắng. Phía trên có trần thạch cao phẳng kết hợp với đèn led chiếu sáng và có vệ sinh trong. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Phòng ngủ này thì quý vị có vệ sinh rất là rộng, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch phun trần. Và tiếp tục theo chân Hùng, quý vị sẽ lên lầu 2 tham quan không gian phòng ngủ số 2 và số 3 nhé.
Và căn nhà này thì đang chào bán với giá tương đối mềm so với vị trí đắc địa của nó. Giá bán chỉ có 7 tỷ 400 triệu đồng, giá chốt là 7 tỷ 300 triệu đồng. Và lên lầu 2 này, quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ở đây thì quý vị sẽ có hai phòng này, với hai phòng ngủ nho nhỏ dành cho con em mình. Thì ở dưới thì quý vị có một phòng ngủ lớn dành cho ba mẹ. Và hai phòng ngủ trên đây thì quý vị sẽ có hai phòng ngủ nhỏ dành cho con em. Nhà này thì quý vị làm nội thất vô sẽ rất là đẹp nhá. Phòng này thì lớn hơn này và có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính cũng như là cửa ra ban công. Đây nha quý vị. Đây là phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Nếu mà chúng ta sử dụng cả không gian tầng lửng làm phòng ngủ nữa thì chúng ta sẽ có 4 phòng. Và với vị trí đẹp nằm ngay chợ Gò Vấp, sát bên trường học Đại học Công nghiệp 4, cách Bình Thạnh chỉ 5 phút và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 20 phút như thế này, thì vị trí này quá là đắc địa, nằm ngay trục đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí đẹp, giá bán tương đối hợp lý, chỉ có 6-7 tỷ 400 triệu đồng, giá còn bớt thêm. Thì quý vị quan tâm thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có khu vực sân thượng sau này. Đây là phòng thờ, và chúng ta đang đến với không gian phòng thờ này, có sân thượng sau và trước nha. Đây, đây chúng ta có khu vực sân thượng sau này, với khu vực không gian để máy giặt và phơi đồ giặt đồ. Bên trên thì có thể lợp mái thêm. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có khu vực sân thượng trước. Sân thượng trước có căn nhà thì cũng được gia chủ làm rất là đẹp, và có ốp gạch trang trí cũng như làm những cái lam. Quý vị có thể trồng rau, trồng cây xanh ở đây. Và hướng nhà là hướng nam, giá bán là 7 tỷ 400 triệu đồng, giá chốt là 7 tỷ 3. Quý vị quan tâm đến căn nhà nằm ngay trục đường Nguyễn Văn Nghi, sát bên chợ Gò Vấp, kề bên trường Đại học Công nghiệp 4, thuộc phường 7, quận Gò Vấp này, thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Một khu nhà lầu rất là đẹp, điện âm, và đường trước nhà là đường xe hơi. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.